Chính chủ cần bán nhà xây mới 5 tầng tại đường Tu Hoàng, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hiện tại tôi đang đứng ở vị trí của ngôi nhà đây, mọi người có thể thấy là phía ngõ đường ở trước nhà là rộng 3,5m, là hai xe máy là có thể là tránh nhau rất là thoải mái. Cách đường ô tô đi là chỉ khoảng tầm 20m thôi. Đấy, ngôi nhà được xây mới và thiết kế là 5 tầng. Có diện tích ở trên sổ đỏ là 35m2. Được thiết kế bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, phòng thờ và sân phơi. Đấy, ở đây là chúng tôi là xây 3 căn có diện tích là 30 với 35m. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cái vị trí của cái căn, cái tổng thể của cái căn mà có diện tích lớn nhất là căn 35m2 này. Đấy, thì với diện tích là 35m2 và hướng chính của ngôi nhà là hướng đông nam, được thiết kế là 5 tầng. Đấy, có gác lửng để làm phòng khách, rất là đẹp, rất là thoáng. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 3 tỷ 100 triệu đồng. Mọi người có thể nhìn thấy là toàn bộ cái hệ thống mặt tiền của ngôi nhà đây là đều được chúng tôi ốp bằng gạch granite kích thước 60-60 hết. Hệ thống cửa chính là sử dụng là cửa hai lớp, phía bên ngoài là cửa xếp là bằng inox, và ở phía bên trong đây là bằng cửa gỗ, có những cái tấm ở giữa là tấm kính để lấy ánh sáng cho toàn bộ ngôi nhà. Và ở trong đây là hiện tại là toàn bộ không gian ở phía trong tầng 1 của ngôi nhà đây. Toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà thì sẽ được thiết kế là bao gồm 2 phòng. Ở phía bên ngoài là có thể là làm phòng khách hoặc là phòng để xe. Và ở phía bên trong là khu vực nhà bếp. Và ở dưới ô cầu thang đây là sẽ có thêm một nhà vệ sinh nữa. Mọi người có thể nhìn thấy là với cái thiết kế là 35m2 nên chúng tôi chia phòng là rất là rộng rãi, rất là thoáng. Tất cả các phòng đều rất là vuông vắn. Đấy, chúng tôi đã hoàn thiện tất cả mọi thứ xong hết rồi, từ hệ thống gạch lát nền, hệ thống sơn tường, trần thạch cao, hệ thống điện nước là đều đã hoàn thiện xong hết. Quý khách hàng có nhu cầu thì chúng ta là có thể chuyển đồ về và ở luôn. Đây, hiện tại tôi đang đứng ở phía bên trong khu vực bếp đây, mọi người có thể nhìn thấy khu bếp được hoàn thiện và thiết kế là tương đối tỉ mỉ. Toàn bộ hệ thống tủ bếp ở phía trên và tủ hộc ở phía bên dưới là đều là sử dụng là bằng chất liệu là bằng gỗ công nghiệp chống cong vênh mối mọt và được sơn là bằng chất liệu là sơn siêu bóng. Sử dụng kính ốp bếp là kính cường lực mang thương hiệu là kính Minh Long. Đấy, khu vực bếp là thiết kế rất là hiện đại, rất là tinh tế. Có vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là bằng chất liệu là inox 304, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Đây, cái mặt của khu bếp đây, mặt đá ốp bếp là sử dụng là bằng đá granite tự nhiên. Mọi người có thể nhìn lại toàn bộ cái không gian của tầng 1 từ bên trong này nhìn ra đây, rất là thoáng, rất là rộng. Đây là khu vực phòng khách ở phía bên ngoài đây. Thiết kế là vô cùng hợp lý luôn. Chúng ta là có thể là kê bộ sofa, kê tủ kệ rất là hợp lý. Có ô thoáng ở phía bên trên này, cho nên là tầng 1 lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng và không khí. Và với cái hướng là hướng đông nam, để cho nên là ngôi nhà rất là mát. Ở tầng 1 của chúng ta là sẽ có thêm một nhà vệ sinh nữa đây. Trong nhà vệ sinh thì là đều đã được chúng tôi là lắp đặt xong hết toàn bộ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, và cũng đã lắp đặt cái hệ thống máy bơm nước để bơm nước lên trên bể ở trên tầng 5 sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tường là sử dụng là gạch ốp kích thước là 30x60 hàng loại 1. Có cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính cao cấp. Tiếp theo đây là mời mọi người nên tham quan ở phía bên trên tầng 2. Thì đây là cái nối ô cầu thang để đi lên trên tầng 2 đây. Mọi người có thể nhìn thấy là chúng tôi sử dụng cái hệ thống màu sắt để mà ốp cái đá cầu thang. Là mặt cầu thang là dùng đá là đá kim sa màu đen, và phía cổ cầu thang là sử dụng là bằng đá màu trắng, cho nên là cầu thang nhìn rất là đẹp, rất là rộng. Tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng chất liệu là bằng gỗ lim Nam Phi. Ở phía bên trên tầng 2 của chúng ta với thiết kế là tầng lửng thì sẽ bao gồm là cái phòng này. Đấy, phòng này thì sẽ được sử dụng với mục đích là phòng làm việc chung hoặc là phòng sinh hoạt chung của ngôi nhà, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng là phòng tiếp khách chính. Thiết kế rất là đẹp, cái hệ thống vách ngăn CNC ngăn cách ô cầu thang và cái
Phía bên trong của căn phòng lại có những cái học tủ được chúng tôi thiết kế ở đây để quý khách hàng là có thể là để những cái đồ của mình vào trong đấy. Phòng rất là đẹp. Thiết kế đèn chùm này. Đấy, mọi người có thể là nhìn thấy cái không gian của tầng 1 ở từ trên đây nhìn xuống rất là rộng, đường rất là thoáng. Đấy, ngõ thông, ngõ trước nhà là ngõ thông nên cái lượng người và xe cộ đi lại rất là đông. Và cái ngôi nhà này thì là có vị trí là cách trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là chỉ có 500m thôi. Đấy, cách bến xe Mỹ Đình là 6km và cách xe vận động Mỹ Đình là 5km. Rất tiện đối với những người đang có nhu cầu học tập, sinh sống và làm việc ở khu vực các quận Nam Từ Liêm hoặc Bắc Từ Liêm đấy, hoặc là Cầu Giấy đều rất là tiện. Và đây là cái khu vực tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 đây là sẽ có là ở phía bên ngoài này là một phòng ngủ. Chúng tôi đã hoàn thiện xong hết hệ thống sàn gỗ để lát nền, hệ thống rèm cửa. Có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí cho toàn bộ căn phòng. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn ngủ hoặc là cái hệ thống ống chờ để lắp điều hòa là chúng tôi đã hoàn thiện xong hết. Đây mọi người có thể là nhìn kỹ lại toàn bộ cái không gian của phòng này. Đấy, phòng rất là rộng ạ. Kê giường tủ hoặc là kê thêm cả bàn làm việc, bàn trang điểm rất là thoải mái. Ngoài ra kiến trúc sư của chúng tôi thì còn thiết kế thêm là ở phía bên trong này đây. Ở tầng 3, vị trí tầng 3 là sẽ có là một cái phòng vệ sinh kết hợp với lại phòng thay đồ. Đấy, quý khách hàng là có thể là để tủ quần áo ở của chúng ta ở đây và chúng ta có thể chọn đồ và thay đồ ở trong đây. Và phía bên trong đây là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thiết kế rất là đẹp. Đã được chúng tôi hoàn thiện tỉ mỉ từ hệ thống gạch ốp tường đến hệ thống bồn cầu, lavabo, sen cây tắm nóng lạnh, toàn bộ đều đã được hoàn thiện xong hết. Đó, thiết kế nhà vệ sinh rất là rộng, rất là đẹp. Sử dụng toàn bộ đều là sản phẩm loại 1 hàng cao cấp hết. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong đây ạ. Tất cả các phòng ngủ thì chúng tôi đều thiết kế là có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong ngôi nhà. Cũng đã thiết kế xong hết toàn bộ những cái hệ thống ống chờ để quý khách hàng có thể là lắp đặt điều hòa dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. Và đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài. Đó, phòng ngủ rất là rộng, rất là thoáng, có cửa sổ mở ra bên ngoài cho nên là lúc nào trong căn phòng là cũng đầy đủ ánh sáng. Và đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh rất rộng, cũng đã được chúng tôi hoàn thiện, lắp đặt xong hết toàn bộ. Thiết bị bồn cầu, lavabo, sen tắm nóng lạnh, rồi thiết bị phụ kiện. Đã. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 5 của ngôi nhà. Tầng 5 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ và một sân phơi. Đấy. Phòng thờ rất là rộng. Quý khách hàng cũng có thể là tận dụng tầng 5 là vừa làm phòng ngủ kết hợp với phòng thờ hoặc là phòng thờ kết hợp với lại phòng làm việc cũng được. Đấy, rất là rộng, rất là thoáng. Và ở phía bên ngoài đây là khu vực sân phơi. Đây, chúng tôi đã hoàn thiện xong hết hệ thống mái tôn cũng như chuồng cọp đảm bảo an toàn cho ngôi nhà. Và đây là cái khu vực được thiết kế này để đặt máy giặt đây. Hệ thống cấp nước, xả nước và hệ thống điện để cấp cho máy giặt này đều đã được bố trí sẵn ở đây rồi.
Mọi người có thể là nhìn quanh đây, khu dân cư rất là đông. Cách trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là chỉ 500m, rất gần với lại các khu trung tâm kinh tế của Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm. Quanh khu vực này thì cái nhu cầu cần mua nhà và thuê nhà thì rất là cao. Mọi người nên cân nhắc khi mà chúng ta mua và chúng ta đầu tư. Đấy, thì là đây là một cái khu vực mà có giá trị sinh lời rất là tốt. Và tôi xin nhắc lại một chút cái thông tin của cái ngôi nhà này. Thì ngôi nhà được thiết kế là 5 tầng, bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, một phòng thờ, một sân phơi. Có vị trí là nằm tại đường Tu Hoàng, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Có diện tích ở trên sổ đỏ là 35m2. Có hướng chính là hướng Đông Nam. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 3 tỷ 100 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần tư vấn hoặc là xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có những thông tin bổ ích thì nhớ like video và chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến những cái thông tin này. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cầm bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.